Xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh Thảo Dược Đầm Sa nha. Ngày hôm nay Sa sẽ bốc một thang thuốc ngâm rượu chữa yếu sinh lý này, xuất tinh sớm này, hay là rối loạn cương dương này, rất là hay. Và đầu tiên vị thuốc hôm nay Sa muốn chia sẻ đó chính là vị thuốc đương quy. Đương quy này Sa làm rất là to nha, Sa có quay cho mọi người xem rồi. Đó. Thang thuốc ngâm rượu sẽ có đương quy, rất là thơm, rất là bổ, tác dụng hoạt huyết này, bổ máu à, rất là hay. Chúng ta sẽ cho khoảng 150g nha. Tiếp theo thang thuốc ngâm rượu này sẽ gồm lá dâm dương hoắc này. Lá dâm dương hoắc có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực ở nam giới, rất là hay. Đấy, thuốc này không thể thiếu trong thang thuốc ngâm rượu nha. Đây chính là vị thuốc lá dâm dương hoắc. Chúng ta sẽ cho khoảng 100g nha. Tiếp theo không thể thiếu đó chính là cam thảo. Cam thảo sẽ trung hòa các vị thuốc với nhau. Cam thảo chúng ta sẽ cho vừa phải thôi nha. Chúng ta sẽ cho khoảng 70g thôi. Vì nó sẽ uống nhiều sẽ gây đầy bụng nên chúng ta chỉ cho ít thôi. Cam thảo đây nó cũng ngọt rồi. Tiếp theo là thuốc quả châu củ này. Đó. Quả châu củ nam củ đã lâu. Đây là câu ca, rất nhiều người truyền cho nhau. Đó. Quả châu củ này chúng ta sẽ cho khoảng 300g. Thang này sẽ ngâm 15 đến 20 lít rượu trắng, rất bổ, rất là tốt. Đó chính là vị thuốc thứ ba, châu củ. Tiếp theo, vị thuốc tiếp theo chính là đỗ trọng nam, hay còn gọi là đỗ trọng dây, có tác dụng mạnh gân cốt, tăng cường sinh lý rất hay, bổ thận. Và vị thuốc tiếp theo, thuốc hà thủ. Hà thủ đã chế 9 lần nha. Đó. Mọi người đây chính là vị thuốc hà thủ. Hà thủ này rất là tốt, bổ máu, lưu thông khí huyết. Hai vị thuốc này mọi người sẽ cho khoảng 150g nha. Hà thủ này có tác dụng vận tràng cũng rất là tốt, nên mọi người cho vừa phải thôi nha, nó sẽ đi gây đi ngoài. Ngâm rượu thì không sợ lắm, nhưng mà sẵn nước uống thì cho khoảng 10-15g thôi. Tiếp theo chính là vị thuốc củ hoàng tinh chế, đã chế được 9 lần nha, mọi người cho khoảng 300g. Đó. Củ này rất là thơm, Sa đã chế được 9 lần. Đó. Rất là bổ dưỡng, khỏe thận. Củ này có tác dụng bổ thận, tráng dương này, bổ máu này. Còn vị thuốc tốt rồi. Tiếp theo Sa sẽ tìm và vị thuốc tiếp theo chính là vị thuốc cây ngũ gia bì gai. Cái bú bò này thì có tác dụng bổ khí, Sa đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Còn cây ngũ gia bì gai này tăng hormone sinh dục, khỏe gan thận. Cây ngũ gia bì gai này thì rất là thơm rồi, ai ngâm rượu ngũ gia bì gai này thì cũng đã biết rồi. Và tiếp theo cái này mọi người sẽ cho khoảng 250g nha. Rượu rất là chất, rất là thơm. Theo mọi người không thể thiếu đó chính là vị thuốc ngục thông dung. Đây chính là vị thuốc ngục thông dung, mọi người sẽ cho 200g nha. Ngục thông dung này rất là chất rồi, Sa nhập tươi vậy. Đây chính là vị thuốc ngục thông dung. Đây là chính là thang thuốc
nhà xa nhá, cái này sẽ gần 3 cân, tầm 2 cân 6 đến 2 cân 8. Đấy, tầng thuốc tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Mỗi buổi tối chúng ta chỉ cần nằm 1-2 chén nhỏ trước khi đi ngủ rồi. Rất là khỏe nha anh em nhé. Kết hợp ăn uống tập luyện. Và có thể cho thêm vị thuốc đan sâm nha. Đấy, Sa đã cho thêm vị thuốc đan sâm rồi. Và ngày hôm nay Sa sẽ đóng thuốc gửi cho các bác, một bác ở Lâm Đồng, một bác ở Hà Nội. Hai thang thuốc cao nha. Cao đã được chế biến sẵn rồi. Để mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Mọi người sẽ hòa với nước nóng là uống. Sa đã ghi rõ địa chỉ, cách dùng. Mọi người cần hỗ trợ hay là cần tư vấn liên hệ Zalo hoặc số điện thoại 0962 792 576 nhé. Sa sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người nha. Cao và thang ngâm rượu Sa sẽ gửi qua đường theo quát nha. Mọi người sẽ để ý điện thoại, Sa sẽ cho mọi người. Và Sa sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng Sa nha. Xin chào tất cả các bác nha.